Con trai yêu. Sau này lớn lên con định làm gì? Giáo viên nhá. Không. Làm công an. Không. Quân nhân nhá. Không. Làm phi công. Không. Cái gì cũng không. Thế muốn làm cái gì? Sau này lớn lên con sẽ làm giang biển. Giang biển là như nào? Thì giang biển to hơn giang hồ. To hơn giang hồ. Nên con sẽ làm giang biển. Giang biển này. Cả đời bố mẹ mày đã làm giang hồ rồi nhá. Bây giờ mình vượt mặt à? Dậy. Nhưng mà con hơn cha là nhà quốc phúc mà. Con hơn cha là nhà quốc phúc mà. Có chuyện gì đấy? Bố. Làm sao? Bố là đồ gian dối. Sao con nghe người ta nói là cứ hễ là con của sếp, là con giám đốc, là thiếu gia thì không cần tán gái, gái khác tự auto hiểu. Thì đương nhiên là chuyện nó như vậy rồi. Thế con có phải thiếu gia không? Thì đúng, thế mày không thiếu gia thì ai? Bố phải là sếp không? Thì tao chả là sếp không thì ai? Con là con của bố mà tại sao con tán gái chúng nó không đổ à? Thế là do mày dốt, mày kém mà tao không hiểu tại sao luôn ấy. Đường đường mẹ đẹp trai khôi ngô tuấn tú như mày, thế mà gái nó lại không theo nhỉ? Chả bù cho bố ngày xưa đấy, gái theo hàng dài đó, chọn mãi mới được mẹ mày đấy. Thế nhưng mà mày thích con nào? Thì con Trang Trang, thư ký của bố. Con đấy là hơi khó đấy nhá. Thế nên là con phải chọn đúng thời điểm, con tán phát kiểu gì cũng đổ. Đúng thời điểm là như nào bố? Thì bây giờ nhá, con phải dình 24/24 đấy, xong rồi lựa đúng một cái thời điểm mà cái Trang nó đang cần tình cảm ấy, con hiểu không? À, đợi cái lúc mà cảm xúc nó cao trào, nó dâng trào tột đỉnh, người ta đau buồn mình vào mình an ủi là kiểu cảm giác an toàn, là người ta yêu mình phải không bố? Đúng rồi. Mà không nghĩ ra, ui rồi đi đi thằng này kém, sẽ phải để bố dạy tân gái. Trang. Ôi, em vẫn còn làm việc à? Vãn cái mặt ra xem nào. Em làm gì nhiều? Sau này cái công ty này kiểu gì chả là của anh. Lúc đấy em là vợ anh, em chỉ việc ăn chơi thôi. Em bị điên à? Ai làm vợ anh? Thì anh chỉ muốn sang hỏi em là khi nào em buồn. Làm sao đấy? Người ta đang làm một đống báo cáo này, đi về cho người ta làm việc. Thì em cứ trả lời đi, khi nào em buồn? Dở hơi à? Đang vui vẻ cứ bắt người ta phải buồn. Thì con người cũng có lúc phải buồn chứ. Thật kinh. Đi về đi nhá. Quá triệu chứng. Đang là lúc em cảm xúc nhất, lúc em buồn nhất, lúc cảm xúc cao trào, lúc em cần một người bên cạnh đúng không? Trang, làm vợ anh nhá. Anh bị điên à? Thì chắc là anh nhầm. Đây không phải là lúc em buồn nhất rồi. Tiếp tục đi nhá. Ê, sao? Bố. Sao mẹ ở đây? Bố ơi. Mày có chuyện gì? Con thất bại rồi. Thất bại á? Sao lại thất bại được, kế của bố hay như thế? Thì như bố bảo, con dình đúng cái lúc mồ côi buồn nhất để tỏ tình. Vẫn không được ạ. Mày lại tỏ tình. Cô buồn cười, từ nói như thế sao cô không hiểu à? Nó đi đi tung cần. Anh nhận nhưng mà anh em thì tôi không có họ hàng với cô cả hết nha. Cái bức tranh này nó xấu như thế này á, tôi không cần. Anh nhận nhưng mà anh xin anh đấy. Tranh cô vẽ thì xấu như ma ấy, xấu như cái gương mặt của cô ấy. Anh không thích cô, cũng như không thích tranh của cô. Ông mà trên thế gian này có phải một mình tôi là đàn ông đâu. Cô tặng thằng nào thì được, làm sao cứ phải bán cho tôi ra đi hả? Nhưng mà trong mắt em có mỗi mình anh thôi. Thế thì mỗi em mắt ra mà gầm rượu nhá. Anh nói với em nhá, cái thằng này vừa xấu vừa bẩn, em yêu nó làm cái gì? Em không phải yêu nó. Trên cuộc đời này em vẫn còn biết bao nhiêu người con trai phong độ này. Ví dụ như anh này, nó không yêu ấy, anh sẽ yêu em. Mà thằng này không tuổi gì đời yêu em được. À, Tranh à, Tranh à. Này, thế cô giỏi thì vào đây thay chỗ nhé. Luôn. Có thế là nhường thật. Anh nhường. Hả?
nhận tranh không ạ? Tranh thì anh cũng phải nhận chứ. Ui dồi ôi, tranh đẹp thế. Đúng là người sao của Chiêm Bao là vậy. Đẹp thế nhỉ. Của anh 250 nghìn ạ. Của anh 250 nghìn ạ. Là như nào? Tranh em bán 250 nghìn một bức. Ok, anh tưởng là... Anh ơi, anh có nhập số lượng lớn không? Em phải số điện thoại. Không. Mình không dùng điện thoại nhé. Với cả là anh chỉ cần một bức thôi. Anh không cần nhiều đâu. Cho em xin 250 nghìn ạ. Anh chết rồi. Anh còn có 200 thôi. 200 à? Thôi, bán ạ. Thôi, anh cảm ơn nhé. Tranh là tranh cái gì? Chứ tranh này thì... Ngon, tôi xem nào. Là nốt quả này nhá. Và anh mời mày đi lẩu.